Sáng ngày 30 tháng 3, thông tin từ khoa sản Trung tâm Y tế huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các y bác sĩ vừa thực hiện thành công ca mổ sản đón một bé trai sơ sinh có cân nặng 6kg. Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán lần sinh nở này của sản phụ thai nhi to, trọng lượng lớn hơn so với bình thường nên các bác sĩ chỉ định mổ đẻ lấy thai nhi. Ca mổ đẻ bắt đầu được thực hiện từ khoảng 18 giờ 40 phút ngày 29 tháng 3 đến khoảng 19 giờ cùng ngày đã thành công. Tình hình sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh đều ổn định, bé bú tốt, ngủ ngoan, đang tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2023, các y bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thực hiện thành công ca mổ sản cho sản phụ 36 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, mang thai ở tuần 40, đón một trẻ sơ sinh có cân nặng 6kg. Tối ngày 29 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa phát hiện một người đàn ông dùng giấy phép lái xe, thẻ nhà báo giả khi bị cảnh sát giao thông chặn vì vi phạm tốc độ. Tài xế khai là T, sinh năm 1976, ngụ quận 11 và xuất trình giấy phép lái xe hạng A2, B2 do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị đến ngày 5 tháng 11 năm 2031. Đồng thời ông T còn trình thẻ nhà báo thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cấp, có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cảnh sát giao thông nghi vấn hai giấy tờ trên là giả nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, ông T khai, tháng 1 năm 2023, ông lên mạng Internet đặt mua giấy phép lái xe và thẻ nhà báo trên với số tiền 20 triệu đồng. Ông T sử dụng hai giấy tờ trên với mục đích để điều khiển phương tiện và xuất trình khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Đơn vị nhận thấy ông T có dấu hiệu phạm vào tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, nên bàn giao ông T cùng tang vật phương tiện cho Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai để thụ lý điều tra xử lý theo thẩm quyền. Sáng ngày 30 tháng 3 tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảng quốc tế Gemalin trang trọng tổ chức lễ chào đón siêu tàu container OOCL Span với sức chứa 24.188 TEU và là một trong các tàu container lớn nhất thế giới hiện nay. Tàu OOCL Span được xuất xưởng vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, có chiều dài gần 400m và rộng 61,3m. Tổng tải trọng 225.000 DWT và thuộc sở hữu của hãng tàu OOCL, hãng tàu vận tải container và dịch vụ logistics lớn nhất Hồng Kông. Tàu OOCL Span được Cục Vận chuyển Hoa Kỳ trao tặng 3 chứng nhận tàu thông minh, thân thiện với môi trường. Ông Đỗ Công Khanh, Chủ tịch Cảng Quốc tế Gemalin cho biết, sự kiện đã củng cố hơn nữa vai trò quan trọng của cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải trên các tuyến hàng hải xuyên châu lục, đồng thời là một mốc son đáng tự hào, mở ra giai đoạn phát triển mới của cảng Gemalin nói riêng, cụm cảng Cái Mép và ngành hàng hải Việt Nam nói chung. Cảng Gemalin là một trong những cảng có mớn nước sâu nhất Việt Nam, có thể tiếp các tàu container lớn nhất thế giới, với tải trọng lên đến 250.000 DWT. Trước những khó khăn của nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho các cơ sở này sớm hoạt động trở lại. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 449 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Đến nay còn 396 cơ sở, 36 cơ sở giải thể và 17 cơ sở chuyển loại hình khác. Trong đó 343 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm. Hiện còn 53 cơ sở karaoke đang hoạt động, trong đó 25 cơ sở cao 1 tầng, 8 cơ sở cao 2 tầng và 14 cơ sở cao từ 3 tầng trở lên. Để hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hướng dẫn giải quyết các hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện cho các cơ sở này sớm hoạt động trở lại,
trong đó tập trung hỗ trợ chủ đầu tư có thiện chí, cam kết khắc phục các tồn tại vi phạm để sớm đi vào hoạt động và hoạt động theo đúng quy định. Đại tá Huỳnh Quang Tâm nhấn mạnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó phải kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy được phép hoạt động. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trước khi quyết định đưa môn lịch sử là một trong 4 môn thi bắt buộc trong dự thảo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã cân nhắc rất kỹ và xin ý kiến đa chiều. Đây cũng là nhiệm vụ triển khai thực hiện nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội khóa 15 chỉ rõ, thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đang nhận được khá nhiều ý kiến đồng thuận, đặc biệt từ các thầy cô giáo giảng dạy và học sinh trong trường phổ thông. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác nhau, nhất là ủng hộ việc thi môn lịch sử nhưng cần thay đổi nhiều hơn cách ra đề cho môn học này. Theo thông lệ hàng năm, ngay trước mỗi kỳ thi, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố đề thi tham khảo để làm cơ sở cho giáo viên và học sinh định hướng ôn tập. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 cũng vậy, trước khi tổ chức thi, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố đề thi tham khảo để giáo viên và học sinh chủ động trong quá trình dạy học và ôn thi. Theo số liệu của Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông, tính đến ngày 29 tháng 3 đã có hơn 1,8 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, chiếm gần 47% số thuê bao thuộc diện phải chuẩn hóa. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định, ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng để các thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin. Sau thời điểm này, khách hàng chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, từ ngày 31 tháng 3, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân. Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các sở thông tin truyền thông giám sát kiểm tra quá trình thực hiện của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông xử lý nghiêm, bao gồm đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đối với các doanh nghiệp vi phạm, nhất là những hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, bán và lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM thuê bao. Ngày 30 tháng 3, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ cấp cứu, phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân 42 tuổi, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có 5 vết thương vùng thành ngực trái, bụng phải do dao đâm, ruột non và mạc nối lớn lòi ra ngoài. Các bác sĩ ngay lập tức thực hiện biện pháp vừa cấp cứu hồi sức vừa chuyển nhanh bệnh nhân lên phòng mổ. Kiếp trực đã triển khai phối hợp nhiều chuyên khoa từ khoa cấp cứu, khoa gây mê hồi sức, khoa phẫu thuật tim mạch, khoa ngoại bụng, khoa hồi sức ngoại để nhanh chóng xử lý tổn thương. Trong mổ truyền gần 6.000ml máu, chế phẩm máu. Sau khi mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức ngoại. Hiện tại sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, sẵn sàng xuất viện. Theo đại tá tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thảo, chủ nhiệm khoa ngoại tiêu hóa, hiện tỷ lệ vết thương tim do bạch khí được tiếp nhận và xử lý tại Bệnh viện Quân y 175 khá cao, hàng năm trung bình khoảng 6 đến 10 ca. Đa phần các trường hợp nếu kịp thời đến viện đều được cứu sống. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thay đổi khuyến nghị đối với vaccine COVID-19. Cho rằng nhóm đối tượng nguy cơ cao là người lớn tuổi và nhóm trẻ hơn nên tiêm một liều vaccine COVID-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất. WHO cũng xác định trẻ em và thanh thiếu niên thuộc nhóm ưu tiên thấp và hối thúc các nước cân nhắc những yếu tố như gánh nặng bệnh tật trước khi khuyến cáo tiêm vaccine cho nhóm này.
Những khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các nước có cách tiếp cận khác nhau về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Một số quốc gia có thu nhập cao như Anh và Canada triển khai tiêm nhắc vaccine cho những người có nguy cơ cao vào mùa xuân này, 6 tháng sau mũi tiêm gần nhất. WHO cho biết đây có thể là một lựa chọn cho nhóm người có nguy cơ đặc biệt. Tuy nhiên, các khuyến nghị này được xem là hướng dẫn thực tế tốt nhất áp dụng cho toàn cầu. Hội đồng chuyên gia của WHO cũng cho rằng hiện nay việc tiêm mũi vaccine tăng cường hay mũi 4 vaccine không còn là khuyến cáo thông thường cho nhóm người có nguy cơ trung bình.